Tình trạng trẻ em hai huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa bỏ học để đi lao động phụ giúp gia đình không còn là vấn đề mới. Tuy nhiên hiện nay thực trạng này ở mức khá báo động. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2016 đến năm 2018, toàn tỉnh có 557 trẻ em trong độ tuổi 13 đến 16 tuổi bỏ học đi lao động. Trong đó tập trung chủ yếu ở hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Tình trạng học sinh miền núi thường xuyên bỏ học là thách thức không nhỏ của nhà trường và chính quyền các địa phương. Trong thời gian đi vận động thì các em không có ở nhà, thường xuyên đi đâu đó, có thể là đi chơi hoặc là đi làm việc giúp gia đình. Còn về phía phụ huynh thì về một số phụ huynh thì có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Việt được thì rất dễ dàng, thế nhưng mà một số phụ huynh thì không nói chuyện được bằng tiếng Kinh, thế là phải trao đổi trình bày rất là khó khăn, rồi đường đi đến nhà các em bùn lầy đổ rất là nhiều, đặc biệt là trời mưa rồi đường dốc trơn trượt, rồi nói chung rất là khó khăn. Chúng tôi là tích cực, là chủ động, là tham mưu lãnh đạo các cấp để tuyên truyền vận động nhân dân là đưa con em đến trường. Vấn đề thứ hai nữa là tạo cái đủ điều kiện về mặt cơ sở vật chất cũng như là tinh thần cho các em là tham gia cái đến trường để mà học tập đầy đủ. Thực trạng về học sinh mà được cho rằng là dụ dỗ để đi làm ăn xa thì có, nhưng mà hiện nay đã giảm dần, đã được ngăn chặn là phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Từ đó là các em là hạn chế cái trường hợp là bỏ học. Những ngày này, để vận động học sinh trở lại trường vào năm học mới, nhiều thầy cô ở các điểm trường tại huyện Khánh Vĩnh phải lặn lội đến tận nhà hay lên rẫy, nơi cha mẹ các em làm việc để tìm gặp. Giáo viên đi vận động học sinh ra lớp, cũng như người làm công tác dân vận, phải hiểu được tiếng nói, phong tục tập quán của bà con, tạo được thiện cảm với gia đình thì bà con mới nghe theo. Mà các em bỏ học sống chỉ chừng để đi làm, với góc độ là các em ở huyện miền núi là nó có một đặc thù. Những các em ở độ tuổi này tuy rằng chưa đúng độ tuổi nhưng là trụ cột của gia đình, bởi vì gia đình người ta rất khó khăn. Chính bởi thế nắm bắt được cái tình hình thực tiễn này, chúng tôi cũng phối hợp với đơn vị chức năng, lực lượng công an để ngăn ngừa các trường hợp này. Và trong số những các em đi làm ăn xa hay là bỏ học giữa chừng, chúng tôi đã có mời gia đình, trường học và các em học sinh để đối thoại ba bên để tìm ra các giải pháp để mà ngăn chặn tình hình đó. Thực trạng báo động này không chỉ đòi hỏi các cấp chính quyền cần có những giải pháp quyết liệt, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng đang đồng nghĩa với việc nâng cao trình độ dân trí, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương gặp khó khăn, mà còn tạo một áp lực lớn cho ngành giáo dục trong việc chống mù chữ và phổ cập giáo dục các cấp học.